Xin chào 500 anh em đã trở lại với channel Kiếm Tiền Online mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị em đó là nhận token Coco Coin nhé. Đây là một token của sàn Trung Quốc. Đấy thì đầu tiên anh chị em sẽ chuyển sang phần email cho giấy đăng ký này. Đấy, link mình sẽ để phần mô tả video cho anh chị em nhé. Đầu tiên anh chị em sẽ điền địa chỉ email anh chị em vào đây. Sau đó anh chị em sẽ nhập lại mật khẩu, tạo mật khẩu và nhập lại mật khẩu đó nhé. Rồi ok, anh chị em sẽ bấm vào chữ send code để nó gửi mã code về cho số điện thoại anh chị em nhé. Anh chị em kéo cái hình này xếp cho đúng hình nhé. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Thì cái này sẽ end vào ngày 15 các bạn nhé. Lại mà. Rồi ok, các bạn copy lại cái mã đây nhé. Các bạn bấm sao chép lại. Ok, sau đó anh chị em sẽ bấm vào agree cho mình. Chúng ta bấm sign up cho mình. Rồi ok. Nó sẽ ra giao diện cho anh chị em download cái app này, thì anh chị em bấm download nhé. Thì có hai hình thức đó, download app cho CH Play hoặc App Store. Đấy, thì ở đây mình đã có đăng ký rồi. Nên là đây đấy. Anh chị em có thể thấy đấy. Chúng ta tải app về cho tiện theo dõi số dư nhé. Ngày 15 anh chị em vào sẽ check được thôi. Các bạn chờ một lát. Phần này thì anh chị em sẽ bấm mở cho mình nhé. Cái này chúng ta làm khoảng 3-4 phút là xong mà. Nó yêu cầu cái KYC đó các bạn ạ. Rồi ok, các bạn bấm tích đây. Rồi ok. Các bạn vào đây nhé. Chúng ta sẽ tiến hành đó là đăng nhập. Đây. Các bạn sẽ đăng nhập lại cái số điện email và cái địa chỉ các bạn nè. Với đăng ký khi này mật khẩu thì em bấm login cho mình, chúng ta sẽ kéo sang các bạn nhé. Rồi ok, rồi ok, như vậy các bạn đã login vào luôn nhé. Ở đây nếu các bạn muốn tạo ID submit vào xem như thế nào. Rồi ok, đây là UID các bạn này, các bạn làm y hệt như mình, cách mình làm nhé. Đấy rồi ok, ở đây thì đây là cái phần lấy link để các bạn tuyển thêm dép này. Mình không rõ là một dép sẽ được bao nhiêu đâu các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể lấy link copy link lại để gửi cho họ. Đây này, thì tầng 1 các bạn sẽ được 20% số coin họ nhé, và tầng 2 các bạn sẽ được 10%. Ở đây mình không rõ là số coin hay là số tiền mà họ chơi nhé. Hình như ở đây là số tiền chơi đấy các bạn. Rồi ok, ở đây tiếp tục đó là cái tiến hành KYC cho mình nhé. Các bạn bấm vào chữ KYC verification này. Rồi ok, ở đây quốc gia các bạn chọn quốc gia cho mình. Các bạn gõ trên đây này. Đây Việt Nam. Rồi ok, các bạn sẽ đặt tên này. Last name là tên tên anh chị em đấy. Đây first name là họ đi. Cũng không sao cả đâu. Rồi ok, anh chị em sẽ chọn loại chứng minh nhân dân này, là ID card này, driver, đây là bằng lái xe nhé, passport này, đó là hộ chiếu, thì mình sẽ dùng hộ chiếu. Các bạn nào có chứng minh hình thức nào các bạn đăng ký đó nhé. Cho các bạn điền chứng minh nhân dân, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu lên đây nhé. Rồi ok, sau đó anh chị em chọn garden, đây là male là nam, còn female là nữ nhé. Đấy, đây là giới tính đấy. Sau đó các bạn bấm next step cho mình. Rồi ok, ở đây thì nó có hai yêu cầu sau. Thứ nhất các bạn úp một cái ảnh đấy. Các bạn bấm vào đây úp cái ảnh nhá, mặt trước của chứng minh nhân dân lên này. Và thứ hai đó là các bạn sẽ úp một cái ảnh selfie, và các bạn cần chứng minh nhân dân mặt trước này. Và cái dòng chữ đó là tên chữ ký các bạn này. Đấy. Rồi sau đó là ở đây là Coco Exchange này. Đấy. Các bạn ghi nhá. Coco Exchange. Và cái ngày tháng năm các bạn đăng ký nhé. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Đấy, tên chữ ký các bạn này. Đấy, ở đây nó là chữ Coco Exchange này. Đấy, để mình xem lại. Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Sau đó các bạn sẽ bấm submit cho mình. Và nó sẽ KYC các bạn. Sau khi KYC xong thì nó sẽ hiện số dư lên các bạn nhé.
Các bạn chỉ làm đơn giản vậy thôi. Đây, số dư các bạn bấm phần balance này. Nó sẽ hiện số dư các bạn nhé. Đó, mình gõ lên cụm từ đâu. Hiện tại nó chưa có các bạn. Hiện tại nó chưa có thì ngày 15 nó sẽ có trên đây các bạn nhé. Rồi, ok. Cảm ơn anh chị anh em đã theo dõi video. Nhớ like, sau like kênh giúp mình.